Xin chào các bạn, các bạn ơi, đây là một số cái mẫu nhẫn nhé, cho bé gái nhà mình. Thì đây là một cái sản phẩm làm bằng chất liệu bạc ta đấy, và kết hợp với lại một số cái họa tiết rất là dễ thương, ví dụ như là hình kitty, hình thỏ, hình hoa quả, hình trái tim, hình gấu, đó rất là nhiều những cái họa tiết, những cái con vật mà kết hợp trên cái những cái nhẫn cho bé như thế này. Đấy, vô cùng là dễ thương mọi người nhé. Đấy thì thông thường thì các bé rất là thích những cái họa tiết như thế này. Nếu như mà được bố mẹ hay là được người thân tặng một cái nhẫn mà có cái hình dễ thương như này thì các bé rất là thích mọi người nhé. Đấy thì bé tầm 1 tuổi trở lên là mọi người có thể là đeo cho bé được rồi, diện cho bé được rồi. Đó thì đây là cái sản phẩm làm bằng chất liệu bạc ta, nó rất là tốt cho sức khỏe. Đấy thì nếu như mà bố mẹ mà mình cần mua để tặng cho con gái nhé, hoặc là người thân mình muốn mua để tặng cho các cháu nhà mình, thì các bạn hãy tham khảo những cái mẫu sản phẩm bên nhà mình. Đấy thì nếu như bạn nào mình cần nhé, mình cần mua set, tức là gồm cả dây chuyền, lắc tay, thậm chí là bông tai nữa, nhẫn giống nhau, thì mình cũng có những cái mẫu cho các bạn lựa chọn nhé. Đấy, ví dụ như cái mẫu hình kitty là nó sẽ có đủ bộ như vậy. Đấy thì vô cùng là dễ thương và cũng rất là rẻ tiền nữa, các bạn chỉ cần bỏ ra 500-600 nghìn là các bạn cũng có thể mua được một cái bộ nhé, một cái bộ sản phẩm mà cho bé vô cùng là dễ thương như thế này. Đó thì nếu như mà các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0966 646 460. Đấy, mình sẽ tư vấn cho các bạn những cái mẫu cho bé rất là dễ thương và bằng chất liệu bạc ta, bạc đẹp nữa mọi người nhé. Đó thì ngày hôm nay thì gửi đến các bạn những cái mẫu mà rất là dễ thương, thì rất là hy vọng các bạn sẽ thích những cái mẫu này cho bé nhà mình. Đó thì một lần nữa là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.